sen. Ủa cô, à, sen này theo mùa hả? Đẹp quá. Rồi, mua bỏ luôn đi, món hàng, con gà mới ra. Dạ. À, món gì vậy cô? 35 ngàn. Bao, mua sen không? Mua sen không? Bỏ 35 ngàn. Món cái nào cũng được á. Bỏ 35 ngàn nha các bỏ bạn. 35 ngàn. 35. Rẻ quá mà. 35. Ủa cô, cái này địa chỉ là số mấy của đường Quỳnh Tấn Phát vậy cô? À, vừa qua cầu Nguyễn Nhân Từ, chúng ta chạy một chút nữa sẽ tới gần Quỳnh Tấn Phát thì sẽ thấy vườn bông của cô chú. Đây là đường vào nhà cô Út bán bông sen. Dàn mớp nhà của cô. Ủa cái này là mình trồng hết luôn ha chú? Cái này của mình từ cái miếng này qua tới này à. À dạ. Đi ra tới ngoài cái gì còn cái bên kia? 40. Cái đó của mình giá quẩn. À dạ. Mình có nhiêu đây à. Ủa vậy là đi ra sau nữa hả chú? Đi ra sau mình. Bây giờ mình vô nhà đi mới được. Dạ. Ôi trời trời làm việc. Có hai ông bà ở nhà, ba đứa nhỏ thành phố rồi. Cái con dâu thì sắp qua TT ở đường Nguyễn Trực. Thì làm dâu thứ ba. Biết không? Đường Nguyễn Trực biết không? Dạ con biết. Miền cái hồ này luôn hả chú? Hồ đó mình trồng nè. Wow. Mình trồng ở đây và nó bò qua đất của người ta. Rồi mình nói với chủ đất á, chừng nào sang lắp mặt bằng thì thôi. Dạ. À vậy là mình có một khu này thôi, nhưng mà cái bên kia là mình dọc biết nó qua bển luôn. Ừ. Wow. Mình muốn ra ngoài ấy mình đi sao? Thì mình lội qua luôn. Lội qua. Lội qua luôn. Tới tới bụng. Dạ. Rồi con cảm ơn cô chú nha. Dịch xiêm nhà của cô chú nè. Nó nuôi lúa không đó. Bự bự không à. Có rảnh thì các bạn qua thăm nhé.